Xuân Thiệu xin kính chào quý anh chị và tất cả mọi người. Chúc quý anh chị và tất cả mọi người có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Hôm nay Xuân Thiệu lại đi vào bên xã Bả Vi này nhé mọi người, để đi trao quà cho một cái hoàn cảnh mà trước đây Xuân Thiệu đã chia sẻ trên những cái video trước về một cái hoàn cảnh của anh Già Mỹ Pó. Có là một cái hoàn cảnh rất chi là khó khăn. Trước Xuân Thiệu có vào chia sẻ thì có lên nhà để chia sẻ cho quý anh chị cùng biết thì thấy nhà anh rất chi là khó khăn. Hiện tại anh đang ở nhà một mình. Cũng bây giờ thì đang vào cái mùa giáp hạt này, không có cái gì ăn cả, chỉ có ít mèn mén để nấu cháo thôi. Trong cái thời gian vừa qua thì Xuân Thiệu có nhận được một cái chút quà của cô Phương ở bên Mỹ, có gửi cho Xuân Thiệu một món quà rất chi là lớn thông qua kênh em Linh Văn Bé. Đó là gửi cho Xuân Thiệu một suất quà để cho làm quỹ kênh. Chị đã gửi cho 200 đô, đổi ra tiền Việt là 4,6 triệu để làm cái quỹ kênh. Đây cũng là một cái món quà rất chi là lớn đối với Xuân Thiệu. Và cũng xin được cảm ơn rất nhiều đến chị Phương đã gửi cho Xuân Thiệu qua thông qua em bé là một cái suất quà với cái số tiền là 200 đô để làm cái quỹ kênh. Đây là một cái món quà rất lớn để cho Xuân Thiệu có thêm động lực để đi chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn của bà con trên vùng cao này, và mang được những cái tấm lòng hảo tâm của mọi người, của các mạnh thường quân đến với bà con. Và hôm nay thì Xuân Thiệu cũng vào đây và mua một ít nhu yếu phẩm, một bao gạo và một ít nhu yếu phẩm như mắm muối. Đây là cái món quà đầu tiên của Xuân Thiệu được trích từ cái quỹ do chị Phương gửi đến. Cụ thể cái món quà này hết bao nhiêu thì trong nữa Xuân Thiệu sẽ kê khai sau trong cái video. Mời mọi người và quý anh chị cùng theo dõi để hiểu hơn về cái hoàn cảnh của anh Già Mỹ Pó này nha mọi người. Đồng thời Xuân Thiệu cũng xin được cảm ơn rất nhiều tới chị Phương ở bên Mỹ đã ủng hộ Xuân Thiệu bằng một cái món quà rất lớn. Đó là một cái món quà chị đã gửi thông qua em bé là 200 đô để cho Xuân Thiệu làm cái quỹ kênh hoạt động. Đây cũng là cái món quà đầu tiên của Xuân Thiệu trên con đường đi làm giúp đỡ bà con, đi chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn của bà con ở trên vùng cao này. Cũng xin được cảm ơn chị Phương rất chi là nhiều. Xin chúc chị và gia đình luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc. Và bây giờ mời chị Phương và mọi người cùng theo chân Xuân Thiệu lên trên cái hoàn cảnh mà Xuân Thiệu chuẩn bị đi trao cái món quà này. Và mời quý anh chị và mọi người theo dõi video của Xuân Thiệu. Bây giờ hiện tại hôm nay Xuân Thiệu vào đây cũng chỉ có một mình thôi. Vì vậy để mang được cái món quà này lên thì cũng tương đối là vất vả. Tại vì nhà của anh Pó thì ở khá chi là cao, ở trên đỉnh đồi kia nhé mọi người. Để mang được cái món quà này lên trao cho cái hoàn cảnh này thì phải leo qua cái quả đồi này. Tại vì bây giờ ở bên này thì xe máy cũng không đi được. Bà con ở bên này thì cô lập mấy đường to, nghĩa là đường để ô tô và xe máy đi được ấy, là phải vượt qua một cái con sông Nho Quế. Vì vậy muốn qua được cái hoàn cảnh này thì phải đi theo một cái lối mòn đấy, và vượt qua một cái con sông Nho Quế. Mời mọi người cùng theo chân Xuân Thiệu để đi lên trên nhà anh Pó này nha mọi người. Đây nha mọi người, đường sang nhà anh Pó thì phải qua một cái con sông này nhá. Đây nha mọi người, hiện tại mình đã xuống đến con sông này rồi. Đấy, toàn là đá nhấp nhô, nước chảy khá chi là nhiều. Tại vì mấy hôm nay ở trên vùng cao này trời đang mưa. Đấy, vì vậy là nước chảy khá nhiều.
mà bà con muốn đi đi lại thì cũng vẫn phải đi cái con đường này nha mọi người. Đấy, bà con của chúng ta ở trên này rất chi là vất vả, cái đường đi thì cũng toàn là nước chưa cắt bởi cái dòng sông này. Muốn đi sang bờ bên này thì phải qua một cái con sông này nha mọi người, để đi lên trên bản. Đây là bản làng. Hiện tại thì anh già Mỹ Phó thì nhà đang ở tiếp tận gần trên đỉnh đồi. Vượt qua con sông này thì mới lên đến được nhà anh Phó. Nha mọi người, hiện tại mình mới lên được một nửa đường rồi nhá. Đây là một cái cây nữa mà mỗi lần anh em đi lên trao quà ở trên cái bản này thì thường hay nghỉ ở cái gốc này nhá. À, vì cái đường qua đây ấy, cái có mưa hôm trời nắng thì có cái cây này nó rất chi là mát. Đây nha mọi người. Hôm nay Xuân Thiệu đi vào đây thì cũng chỉ đi một mình thôi. Nên là cũng rất chi là khá chi là vất vả để mang được một bao gạo với lại một cái ba lô và một ít nhu yếu phẩm lên cho anh già Mỹ Phó này nhá. Đây là những cái nương ngô mà bà con đang cun. Hôm nay vì hôm qua hôm kia trời mưa nên là thời tiết ở đây hôm nay may mắn là rất chi là mát mẻ. Đây là những cái đây là cái món mèn mén nhé mọi người. Đây là cái món mèn mén mà bà con ở trên này vẫn thường hay dùng nhé. Cái này thì bà con ở trên này đi làm nương thường mang những cái này theo để họ đói lúc nào thì họ sử dụng lúc đấy để tiếp tục làm việc nhé. Đây nhé mọi người. Tại vì hôm nay mình lên trên này thì gặp bà con cũng chắc là vừa mới ăn chưa xong. Bác anh chị nào mà chưa đến cái món này thì đây là món mén đấy. Cái này chắc là họ vừa ăn xong thì còn dư thừa đây, còn tràn canh xuống hết rồi thì chắc là họ phía dưới này một xíu nước. Tưởng tượng bà con ở trên này cứ đi làm nương ngô thì chuẩn bị lấy một xíu nước và những cái món mèn mén, họ đi ra nương xong rồi họ làm đến tối họ mới về. Đấy, nên là mùa này lên trên này là bà con đa số là đi làm nương hết. Không biết tí nữa Xuân Thiệu lên trên này có gặp anh già Mỹ Phó ở nhà hay không. Cũng mong sao anh ấy ở nhà để Xuân Thiệu có thể trao được cái món quà của cô Phương đến anh Mỹ Phó để anh có thể có được những cái món quà thật ý nghĩa. Anh nhà mọi người, hiện tại nhà của anh Phó đang ở tiếp tận trên này đây. Tiếp tận xa xa đến đây nhá mọi người. Đến đây nhá. Tại vì đường còn khá chỉ là xa nên là Xuân Thiệu lên cái chỗ này thì đang nghỉ ngơi chuẩn bị cuộc hành trình tiếp. Nha, bây giờ mời mọi người và quý anh chị tiếp tục theo chân Xuân Thiệu để lên trên nhà anh già Mỹ Phó để trao cho anh những món quà thật ý nghĩa này. Đây nha mọi người. Giờ mình đã lên đến gần đến nhà anh già Mỹ Phó nha mọi người. Đây nha mọi người. Giờ Xuân Thiệu đã lên đến nhà anh già Mỹ Phó. Không biết là anh có ở nhà hay không nữa. Đây là cái phong cảnh bên ngoài của nhà anh già Mỹ Phó đây nha mọi người. Thì trong cái video vừa rồi Xuân Thiệu đã chia sẻ tới mọi người cũng biết đấy, thì anh già Mỹ Phó này hiện tại đang ở một mình, gia cảnh rất chi là nghèo. Bên ngoài của nhà của anh có những cái tấm bà lô
cũ kỹ đã vỡ hết rồi. Đấy, sạc bằng kính ngô. Giờ mời mọi người vào trong nhà xem anh có nhà hay không. Đóng cửa. Ồ, có nhà không ơi? À, anh ra mày qua anh có nhà. Mở cửa xem nào. Ừ, chào anh nhá. Hiện tại Xuân Tiêu lên trên này thì cũng chưa rồi, bây giờ là 2 giờ rồi. Ăn cơm chưa? À, chỉ bảo khả lê. Ý là chưa ăn đấy mọi người. Đây là anh giảm ít bó nhá. Ui rồi ơi, nhà của anh ấy. Chuột đào hết ra nhà thế này, chết rồi. Nhà mọi người, nhà của anh chuột đào hết cả đã nhà rồi này. À, hôm trước mình có lên thì thấy anh nấu bằng cháo mèn mén thôi, nhưng hôm nay không biết là anh có cái gì ăn chưa. Ui, này không có gì, anh nồi nấu mèn mén thì vẫn ở úp đây. À, hôm nay là có một tí mèn mén rồi không? Video trước Xuân Thiểu có lên đây chia sẻ cho mọi người cùng biết thì anh đã hết cả mèn mén, hết cả ngô làm mèn mén nên lấy cái mèn mén này về để làm nấu cháo. Nhưng hôm nay lên thì anh cũng có đã không biết là mua hay là xin ở đâu được một ít ngô về để làm mèn mén nha. Hiện tại anh ở nhà một mình. Anh năm nay 45 tuổi rồi nhưng mà vợ đã bỏ đi 15 năm nay. Hiện tại thì anh cũng không đi làm cái gì được, tại vì cái vốn kiến thức tiếng phổ thông anh không có, nên là anh không ra ngoài để giao tiếp mà để có công ăn việc làm được. À đây nhá mọi người, hôm trước mình có lên thì có một ít ngô ở trong cái bao treo này, thì chắc là vừa mới đi nhuyền về để làm mèn mén. Nên là cũng sơ qua cái căn nhà của anh cũng rất chi là tỉnh toảng, một hoàn cảnh khá chi là khó khăn nha mọi người. Những cái cả nhà anh thì cũng có một cái này, cái mẹt này để sàng mén mén này nhá. Những cái giường rất là cũ kỹ. Cái hoàn cảnh của anh già mi pó này thì đợt trước Xuân Thiệu có chia sẻ thì là anh hiện tại đang sống ở một mình, vợ đã bỏ đi được 15 năm nay, có một đứa con trai nhưng mà đi làm một năm nay rồi nhưng mà không thấy về nhà. Hiện tại anh ở một mình thui thủi, không có công ăn việc làm, lương thì có ít, vì vậy là anh cũng không đi làm gì được. Đây nhé mọi người, những cái gác kia của nhà anh này là không có một cái ít cái ngô nào nữa, nên là anh đã hết sạch ngô. Thế là cứ ở nhà thế này thôi ư? Chỉ bầu. Hơi khó khăn trong việc giao tiếp mọi người, tại vì anh không biết nói tiếng phổ thông. Hôm nay Xuân Thiệu lên trên này cũng chỉ mang cái món quà của chị Phương ở bên Mỹ gửi tặng anh, nên là cũng không kiếm được ai đi cùng để phiên dịch, nên là rất chi là khó để tìm hiểu sâu hơn về anh. Giường của anh hôm trước thì mình lên thì cũng chưa chia sẻ qua, đây là cái giường cũng không có cái chiếu để mà nằm. Đấy, rất chi là khổ, chỉ có một tí cái chăn đệm thôi. Đấy, màn này rất cũ kỹ, rất lâu rồi. Một mình anh cứ thủi thối những cái buồng này, chỉ sạp bằng những cây này là cây cỏ danh mấy lại những cái cây ngô. Đấy, quý anh chị cùng tham quan cái khuôn gian bếp của anh. Cả cái bát cái đũa cũng không có cái nào để mà dùng nữa, có mỗi một cái bát sành và mấy cái bát nhựa đã cũ kỹ từ rất lâu, thìa còn không có cái nào nữa. Đây là cái không gian nhà anh nhé, mọi người cùng xem cái quan tâm chia sẻ đến. Em thấy cái hoàn cảnh của anh này, làm y bó này,
đáng thương thì xin hãy giúp đỡ ủng hộ anh trong cái thời gian trước mắt. Ở trên này hiện tại thì đang mùa giáp hạt nha mọi người. Ngô bây giờ mới được vun nên là rất lâu thì mới có được cái nguồn lương thực chính. Nguồn lương thực chính của bà con này trên này chủ yếu là cái ngô để làm mèn mén nhé. Nên bây giờ thì mới vun ngô, hiện tại nhà anh cũng không có một cái ít lương thực nào để dành nữa. Đói quanh năm. Đây, những cái chảo xào rau rồi không có một cái gì đấy nhỉ mọi người. Em có cái gì ở dưới này không? Ui rồi, có một tí rau này nhá, chắc là chưa là anh xào còn chưa cả kịp ăn đây. Cái rau này là rau như là rau rừng, rau dại. Mình cũng không biết là cái rau này nó là cái rau gì đâu nhỉ mọi người. Thì thấy có một ít là anh xào để ăn. Đấy, chuột trước là bới lung tung khắp hết nhà này. Hiện tại thì anh gia cảnh của anh già mi pó này rất chi là khó khăn. Nhà mọi người Xuân Tiểu cũng chia sẻ qua về cái bên ngoài nhà của anh pó này. Đấy, chỉ có những cái tấm gỗ đã sạp từ cũ kỹ từ rất lâu rồi. Đấy, ở những cái bên đầu hồi này thì chỉ căng tạp bằng những cái miếng bạt mà cũ rất lâu rồi, rách hết rồi nha mọi người, này rách hết rồi. Là cảnh rất chi là đáng thương. Thì sạp bằng những cái cây ngô này, nếu mà mùa mưa gió thì nó mà hắt ướt khắp nhà. Đây nha mọi người. Bên này thì những cái tấm bà lô này đã vỡ hết rồi. Và bằng những cái cây ngô đã hỏng hết rồi. Anh rất chi là sơ sài. Mọi người cũng thấy. Quá là khó khăn. Ở trong nhà mà ở ngoài vẫn còn nhìn thấy hết thế này thì quá khổ. Hôm nay Xuân Thiệu lên trên này thăm cái hoàn cảnh của anh già Mi Pó này thì có mang cho anh ấy một cái phần quà của chị Phương ở bên Mỹ gửi tặng. Cái vừa rồi này chị có gửi cho Xuân Thiệu một món quà rất chi là lớn ấy, là chị có gửi cho Xuân Thiệu là 200 đô thông qua bên kênh của em Linh Văn Bé để Xuân Thiệu làm quỹ kênh để đi thăm hỏi chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn của bà con ở trên này. Một lần nữa Xuân Thiệu xin được cảm ơn chị Phương đã quan tâm và giúp đỡ Xuân Thiệu để cho Xuân Thiệu có một cái động lực rất chi là lớn đến mấy bà con để cùng chia sẻ và kết nối yêu thương bà con với quý anh chị và các mạnh thường quân. Hôm nay Xuân Thiệu lên trên này thì có mua một bao gạo. Bao gạo này là 140.000 nhá mọi người. 140.000 mà 10 cân. Và có mua cho anh một chai nước mắm 20.000, hai gói mình chính mỗi gói 7.000 là vào 14.000 và hai gói bột canh mỗi gói 5.000 vào 10.000. Tổng tiền số quà này là vị trí vào là 184.000 nhá mọi người. Đây là cái món quà mà chị Phương ở bên Mỹ đã gửi trao cho anh già Mi Pó. Hôm nay Xuân Thiệu lên trên này thì cũng đem cái món quà này trao cho anh già Mi Pó để cho anh trước mắt có được cái lương thực giải quyết trước mắt cho anh đỡ vất vả và khó khăn hơn. Hiện tại thì anh cũng sống cô đơn một mình, có con vợ đã bỏ đi, có con đi làm xa hàng một năm nay cũng không về, anh ở nhà một mình vì cái vốn văn hóa phổ thông của anh rất chi là ít, hầu như là không biết nói tiếng Kinh. Nên là anh cũng không làm gì được, suốt ngày chỉ có ở nhà một mình này thôi. Mọi người, video đợt trước thì Xuân Thiệu có lên trên này thì có mấy anh em ở trong nhóm Linh Văn Bé lên trên này thì có chia sẻ, anh có chia sẻ là nhà chỉ có dòng được 2 đến 3 cân ngô thôi.
Như mọi người cũng biết là ở trên vùng cao này, địa hình dốc núi mà toàn là đá thế này, nên mà để mà dồng được cái lượng ngô 2 đến 3 cân giống thì không được bao nhiêu, tại vì nó dốc ấy, mới lại toàn là đá nên là không dồng được mấy. Anh lại không có tiền để mua các thứ về để bón, cho nên là cái năng suất của cái cây ngô cũng không được là nhiều. Vì vậy là anh rất chi là khó khăn. Hôm nay thì lên trên này mang cho anh một cái món quà khá chi là ý nghĩa, gửi tới cho anh để chúc cho anh có được cái khó khăn trước mắt. Anh dậy thế nào? Anh bó về đây em bảo nhá, dậy. Hôm nay em vào đây em thăm nhà bác thì có chị Phương, chị ở bên Mỹ có gửi cho Xuân Thiệu một ít tiền để làm quỹ kênh. Nên hôm nay thì em vào đây thì có sử dụng cái số tiền của chị để mua một ít nhu yếu phẩm gửi trao cho anh, cho anh được bớt khó khăn trước mắt hơn. Gồm có một bao gạo và hai gói mình chính, hai gói bột canh và một chai nước mắm để cho anh sử dụng trong thời gian tới, cho anh bớt khó khăn hơn nhá. Đây nhá. Đây là cái bao gạo mà em mua vào đây. Bây giờ em gửi trao cho anh. Cảm ơn nào. Cảm ơn chị Phương nào. Không biết không? Có biết nói không? Chị Phương. Khó khăn, rất khó khăn mọi người. Là vì anh không biết nói tiếng Kinh nên là rất khó khăn trong việc giao tiếp. Chỉ biết anh cứ nói chi pâu là không biết gì thôi. Khó khăn quá. Hôm nay Xuân Thiệu lên trên này thì cũng không có ai đi cùng để phiên dịch, nên là cũng không biết được cái ý của anh như thế nào. Xuân Thiệu cũng chỉ vào đây để trao cho anh ít món quà này thôi. Cũng xin được cảm ơn chị Phương ở bên Mỹ đã tin tưởng và ủng hộ kênh của em Xuân Thiệu TV, đã gửi trao những cái tấm lòng đến bà con nghèo ở trên vùng cao này. Cũng một lần nữa xin được chúc chị Phương và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong công việc. Quý anh chị và tất cả mọi người, nếu xem được cái video Xuân Thiệu chia sẻ này thì nếu thương cái hoàn cảnh của anh già Mỹ Pó này thì xin hãy ủng hộ và giúp đỡ anh trong cái thời gian sắp tới. Ủng hộ anh về những cái vận dụng sinh hoạt hàng ngày như là bát đũa, quần áo hoặc là ít lương thực để cho anh có thể được bớt những khó khăn trước mắt. Tại vì hiện tại cái gia cảnh của anh già Mỹ Pó này là khá chi là khó khăn, nên là không có cái gì đáng giá trong nhà cả. Đấy, quý vị và mọi người cùng xem, nhà của anh không có một cái gì đáng giá cả. Đây chỉ có một tí ngô là mèn mén này nhỉ. Đợt trước mình có lên thì thấy một ít ở trong ngô, nhưng cái này chắc là đi nghiền về để làm bột để làm mèn mén rồi. Còn thấy một chút ít này thôi. Ngoài ra không có một cái gì cả. Cái khuôn nhà của anh nhìn nhất. Vừa rồi Xuân Thiệu vừa chia sẻ đến quý anh chị và tất cả mọi người về một cái hoàn cảnh rất chi là khó khăn ở trên vùng cao này nhá mọi người. Thì Xuân Thiệu cũng xin cảm ơn chị Phương là đã chung tay giúp đỡ những bà con ở trên này, đã có một cái món quà rất ý nghĩa đến anh già Mỹ Pó. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Phương và cảm ơn tất cả quý anh chị và các mạnh thường quân, những cái nhà hảo tâm có một ngày mới tràn đầy năng lượng và gặp nhiều may mắn trong công việc. Xuân Thiệu cũng xin phép được khép lại cái video ngắn tại đây và xin hẹn gặp lại quý anh chị và tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Nếu quý anh chị và tất cả mọi người thấy cái video của Xuân Thiệu hay và ý nghĩa thì hãy ủng hộ Xuân Thiệu bằng cách đăng ký kênh, comment góp ý để Xuân Thiệu ngày một có thể hoàn thiện hơn trên trong công việc đi chia sẻ những cái hoàn cảnh của bà con ở trên vùng cao này để giúp đỡ bà con vơi đi những cái khó khăn trước mắt. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.
Nhà anh Pó nhá, hôm nay thì cũng vào đây để lấy cái món quà của chị Phương để trao tặng cho anh vậy thôi. Để hôm khác có cái anh chị Mạnh Thường Quân nếu mà có thương anh thì gửi cho anh những cái vận dụng thì em lại vào đây tiếp tục vào đây để chia sẻ và thăm anh. Bây giờ chào anh nhá. Cố gắng làm vào nhá, không thì cứ đói khổ thế này. Quanh năm suốt tháng đói ăn thế này thì làm sao mà khá lên được. Anh nhá, chào anh nhá. Chào nhá. Nhá, lần sau lại gặp lại anh nhá. Anh nhá, mọi người cũng xin phép là được chia tay anh Đạp Pó để hôm nào Xuân Thiệu có dịp có các quý anh chị và Mạnh Thường Quân có yêu thương cái gia cảnh của anh thì gửi đến cho anh những cái phần quà ý nghĩa thì Xuân Thiệu lại tiếp tục mang những cái tâm lòng của quý anh chị và các nhà hảo tâm lên trao tặng cho anh. Một lần nữa là xin được cảm ơn mọi người. Cảm ơn các quý anh chị và tất cả mọi người.